Mấy thằng này được gọi là freestylers. Yeah, và tao đây đang cầm cái xịt sơn. Ở đây thằng nào đi ra đây để mà chịch ân. Bởi vì thằng ân nó béo như là con heo. Nhưng mà con cu của nó căng đét không có nhăn nheo. Bởi vì sao vậy? Ta sẽ nói mày biết về cái chuyện này. Cái chuyện thầy xưa, cái chuyện ngày mưa đó là thằng Black đi chơi, gặp một cô gái. Nhưng mà cô gái đó, nó có chân gái. Bởi vì nó đứng ở đường kia, nó là cha giả mạo. Bây giờ tao sẽ đi ra đây mấy con đĩ giả mạo cầm xịt sơn. Bây giờ tao sẽ nói cho mày biết là tao sẽ chịch vô trong đó. Yeah, và đây là sơn, yeah, đây là mì. Yeah, nó là gì? Mì này nó bóp nát cuộc đời nhớt nhát. Tại vì sao vậy? Tao vừa tính rắp xong là tao sẽ đem về. Nhưng mà thôi, bây giờ lấy cũng được, không chê. Hey hey, rap như là một thằng biến thái. Nhưng mà thằng nào ghét rap thì tao sẽ thiến giái. Biến mất đi giùm tao, việc rap không có chết. Mày nên chết đi giùm tao, đó là đúng, đó là súng. Trên tay tao cầm một cái lách năng. Và tao cảm thấy cuộc đời tao đang có một vách ngăn. Từ nơi trong phòng và cái ngoài kia là đường phố. Nên mấy thằng nào, mấy thằng bô bô bắt tao nhường chỗ. Tấp vào lề em nói một câu chưa đã. Bây giờ anh muốn lấy em 200 hả? Nhưng mà ok, hôm nay em lăn cánh. Ok, em sẽ cho anh luôn 100 ngàn. Nhưng mà về thì em chửi mấy con đĩ này nên hửi nách của tao. Khi tao dục cái chai lăn nách của tao. Một tuần lễ cho mày hửi cho mày chết. Yeah. Wow. Mẹ tao đã từng nói với tao một điều là vitamin A từ cà chua là thứ mày khiến, khiến cho mày không thể thua trong mọi cuộc chiến. À, biết trước được chiến lược của những thằng ganh ghét. Và bởi vì nó đưa cho tao một hũ cà chua màu đỏ. Tao biết thằng này mặc dù tao không biết nó từ khi còn nhỏ. Mặc dù nó trông rất nhỏ người, nó mặc bộ đồ Pikachu với cọng dây bling bling màu vàng. Nó đứng đây như là Pikachu và đưa tao Cameraland. À, tao đang chơi, nhìn vào Cameraland. Yeah, yeah, trong một tháng mày dừng lại. Nếu như mày muốn thì phải dừng lại. Không phải là dơ, không phải là mắc cỡ. Nhưng mà con nhỏ nó bị đèn đỏ nên nó phải dùng cái này, cái thứ màu xanh. Cho mày biết đó là cái thứ bên cạnh. Nó cũng giống như là mày, nó cũng không phải né tránh những tội lỗi của con nhỏ. Mày cũng cúng chuyến đi thôi. Oh yeah, và tao nói ở trên môi, tao nói không có lỗi vì tao không bao giờ bối rối. Yo, con beat này và tao sẽ chuyển qua để cái màu xanh này thay cái màu xanh khác. Yeah, và đây là bịch tương cà. Tương cà thôi thôi mà tao sẽ cho mày biết đây là vương già. Vương già tại vì sao? Vì tao đã chơi rap rất là lâu. Nhưng mọi người vẫn chưa biết là tao vô. Nhưng mà không sao, 2016 thì tao vẫn phấn đấu. Flow của tao vẫn trong đầu và bay lên trời cao. Cho mày biết đây là tao, là LC King Motherfucker đến từ sao. Yeah. Cái kết là cái bao còn lại. Ta sẽ chùm hết tất cả mọi thứ lại. Và đây là cái kết cột lại. Và ta sẽ vứt bỏ bỏ qua câu chuyện này. Ta sẽ vứt nó và ta sẽ tự do, tự lo, tự có. Yeah, và anh em ta vẫn chơi đến khuya. Yo, what's up? This is Lambda, Lost Talent. These are our t-shirts. They cost 250, good shit. Big size, good for sweating, 100% cotton, the best to go to a live show. If you buy some t-shirts, you really support them. Lost Talents has a lot more content coming. This guy, and that guy, I don't know, stay tuned.